Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày đầu tiên của tháng 7, nắng nóng vẫn bao trùm nhiều tỉnh thành ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác về chiều tối. Cụ thể, ở miền Bắc, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng nhưng có xu hướng giảm dần về cường độ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Riêng các tỉnh biên giới phía Bắc như là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, nhiệt độ là từ 32 cho tới 34 độ. Dự báo từ ngày 3 tháng 7, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ. Cùng chịu ảnh hưởng của thấp nóng nhưng miền Trung lại có thêm cả tác động của hiệu ứng gió phơn. Vì thế, dọc từ Thanh Hóa kéo dài tới tận khu vực phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 cho tới 38 độ và có nơi cao hơn. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Người dân cần chú ý đề phòng đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu, vì thế cả ở Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa dông vài nơi vào chiều tối, còn trong ngày có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên nhích nhẹ lên ngưỡng 29 đến 32 độ, còn Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ nhưng vẫn chưa đạt mức nóng. Từ ngày 2 tháng 7, mưa sẽ gia tăng trở lại với các tỉnh thành phía Nam. Trên biển, khu vực có thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Tại đây có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, sóng biển tăng cao trên 2 mét, biển động nhẹ. Ngoài khơi Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sóng gió bình thường, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong ngày làm việc đầu tuần, thủ đô Hà Nội trời nắng và vẫn nóng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng 36 đến 37 độ. Đến tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông ở mức thấp dưới 20%. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm trong khoảng là 28 đến 29 độ nên cảm giác oi bức bao trùm. Và từ đêm mùng 2 tháng 7 khi mưa tăng thì không khí mới dịu đi phần nào. Thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu tuần trời cũng ít mây, nắng mạnh từ sớm. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay tiếp tục duy trì ở mức nóng là khoảng 36 đến 37 độ. Còn về khả năng mưa dông thì cũng không nhiều, xác suất mưa trong chiều tối nay chỉ từ 30 đến 35%. Đến tối và đêm nhờ hiệu ứng gió biển nên không khí mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm còn 28 đến 29 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phía Nam đang trong những ngày gió Tây Nam hoạt động yếu nên khả năng mưa đều không cao, với xác suất mưa dưới 50%. Nền nhiệt ngày cao trong khoảng 34 đến 35 độ, cảm giác oi bức xảy ra vào trưa chiều. Trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Trong đó, tại Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ. Từ đêm mùng 2 tháng 7, vùng hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao được thiết lập nên khu vực này lại bước vào một đợt mưa mới. Mưa tập trung ở các tỉnh vùng núi, cục bộ có mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông cần tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên từ ngày 3 tháng 7 nhiệt độ có xu hướng giảm, thời tiết dễ chịu hơn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ và có nơi trên 34 độ.
Trong khi đó, các tỉnh duyên hải miền Trung phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cường độ nắng mạnh, tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 3 tháng 7, nắng nóng bớt gay gắt hơn. Có các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ và đến chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Do vậy, ban ngày trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây, đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở mức từ 28 đến 31 độ tại vùng cao Tây Nguyên và khoảng từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Vùng biển phía Bắc và giữa của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Từ ngày 2 tháng 7, gió chuyển dần sang hướng Đông Nam và cường độ giảm xuống ở mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực phía Nam của Biển Đông, gió Tây Nam đến Nam có cường độ yếu đến trung bình. Tuy nhiên, mưa rào và dông còn diễn ra về chiều tối, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp và nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thank you.